giờ là tắt app rồi. Giờ tối là lo chờ đợi đó con chứ không dậy nữa. The next day. Ủa không phải gái sắp mình hả? Sắp chim mà quái hơn. Không mà sắp, nếu mà vậy như sắp người ta đánh giá như là bên ngoài hả không? Về mày sắp thử em biết liền nha. Chứ tao không có sắp. Tao không có sắp miếng nào hết á. Không ý là mấy người mà dạng như sắp mình đồ kia thì như có cảm giác như là có vẻ như vậy. Sao tao không nghĩ gì đâu, muốn nói sao mày nói mà nói sao tao không nghĩ gì. Không biết là dạng như là chơi bời hay sao ta quậy ý nó là nhỏ này chơi bời hả? Vô hỏi nó thử coi. À, em chơi bời lắm mà. Không dạng như là anh đừng có quen anh nha, em chơi bời quá xăm mình chơi bời quá đừng quen anh, cho nó thử đi. Không biết là có ly vô mặt liền. Không biết là gái mà xăm á, xăm người ta đánh giá là chơi cho tất cả như là không có chuẩn mực cho mình. Quan điểm của mày làm sao hỏi quan điểm tao được? Không, bây giờ quan điểm xã hội cũng vậy, như cũng vậy sao á. Cũng là tao cũng cách nhìn về theo mày. Mày có đứa con mà đứa con nó cưới con vợ hay là con chồng á về xăm mình thì mày làm như thế nào? Đồng ý hay là ngăn cản? Nó mày tự hiểu. À, thì ra vậy. Giờ tâm lý ví dụ sau này mình có là gia đình rồi mà mình có con rồi á, mình cũng không cho không tính cách quen đó. Giờ mày lấy giờ mày chưa có vợ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ mày lấy vợ xong mình thì về ông nhà bà già mày nói sao? Mày thử biết, mày thử vài lần coi. Dắt cái này về nhà mày coi sao. Dù dắt về mà ba mẹ mình thấy xong mình là dội liền đúng không? Ba mẹ mày thì phải ba mẹ tao rồi hỏi. Biết là ba mẹ tao khoái. Biết là ba mẹ khoái sao? Tao làm sao biết? Ừ gì đó thử coi. Nhá nhá không biết mình thăm dò ý kiến không? Không mới quen nhỏ mà gái xăm mình hay lắm ba, là dắt về được không? Có ông phản ứng như thế nào? À, xăm mấy cái xăm này sao mày xóa cũng không xóa nổi đâu. Thả dụ trẻ đi mình coi mấy hình xăm còn đẹp đúng không, chứ già rồi da nhăn nheo rồi mấy hình xăm đó thì kỳ lắm. Thả như là không xăm chút đầu hay hơn không? Nó nói là không trả lời thầy chú chứ là không. Quay mặt mà ổng quay mặt không? Đâu ông chửi vậy? Ồ, ông chửi cho ông quát á, thì quay mặt ông đi. Còn anh nói là nghe, nó không hiểu thì giải thích cho nó nghe. Con không hiểu gì đó, con không quen con nhỏ nào xung mình đâu mà con hiểu. Hả? À? Nó tình nó nói vậy. Mày nó quay xuống. Kè mối tới kìa. Dạ vậy. Mở. Thấy không? Giới thiệu mình luôn. Lái máy bay. Để sao? Lái máy bay. Bắt đầu là già. Nó sinh năm 84 rồi. Chưa. Sinh năm 84 rồi. Máy bay sợ chậm chạp quá không? Nó lông cánh đầy đủ rồi lo gì. Mà mấy cái máy bay cổ sợ là chậm quá không? Máy bay là lông cánh đầy đủ hết rồi. Khỏi sợ. Nhưng mà máy bay á dài dạng. Mày quen thử là sao có biết? Tao chưa quen mà. Quen thử ra có kinh nghiệm về là kể tao nghe coi. Quen thử ra về có kinh nghiệm về kể tao nghe. Chưa bao giờ lấy. Nó thì gà nó tháng anh ok luôn, bao tháng em ba cho em anh cho em 4 triệu một tháng. Với điều kiện là anh thích khi nào là đi với anh đó. Ok. Chưa bao giờ lấy mấy bà già đó. Thì giờ lấy đi.
Nhưng mà máy bay mà về chắc gì bệnh nghiệp mà nhiều trò vui hả? Ờ, vui lắm. Dương chưa bao giờ đó em ạ. Vui lắm. Ôi, thử đi liền à. Mày quen nó đào mày sạch sẽ bán xe luôn. Bán nghe về già kêu về bà già bán nhà đất. Đây mà mấy bà già có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề là tình dục cái gì? Tình dục quá, nhưng mà cái vấn đề mà như tình tình cách mối tiền nó kinh nghiệm của kinh nghiệm quá mà. Có đứa thì nhà giàu thì đâu cần mối tiền, nó cần tình. Có đứa có đứa là nhà nghèo thì cần tiền, nó đâu có cần tình. Có mấy bà già mà đã có tiền giàu lại thì không cần tiền chứ cần tình cảm phải không? Cứ lên mạng thì sạch rồi. Sạch rồi nào, cần mấy bà già cần tình không cần tiền ra một đống số điện thoại luôn rồi thử cái gì à, vô Facebook mình sợ là máy bay bà già là cần tình cảm mình nhiều lắm không? Nhiều lắm. nghe đó. Không mà sợ mấy thằng bạn gái chạy trộn vô bạn cáo nữa đó. Tao không biết con gái uống là sao tao biết được. Phức tạp tầm lâm chuyện nó trên Facebook á. Ờ thì thử mới biết liền chứ. Phức tạp lắm. Thử đi. Dù gì cũng có lời mà. Chứ đâu có lỗ đâu. Tôi nhớ ở ngoài đời mình biết người ta như thế nào. Thôi mình lên mạng người ta kia thấy nhiều thành phần phức tạp. Dù gì cũng có lời. Lời mày lời đi. Nó ôm bệnh với ông con. Còn mày lời. Mày gì bệnh với nó. Cái bệnh là cái bệnh. Cái bệnh ngáo đá. Biết bệnh ngáo đá không? Cái bệnh ngáo đá. Bệnh nó nặng lắm. Thôi cái máy bay vừa vừa thôi. Cái máy bay vừa vừa. Cái máy bay vừa cái máy bay vào. Đó là máy bay. Mà rau sạch đó à. Cao sập mới thấy luôn. Cho hỏi em có bị bệnh gì không? Anh quen. Dạ rau sạch với rau rau sâu. Rau sâu khó phát hiện. Vậy dạ, thôi đừng quen ta. Không có quen được thì đừng có quen. Không điện được chỉ nào không biện được thì quen. Ủa giờ rau sâu cái mát rau sạch được không? Cái mát phải cởi quần nữa mới coi được chứ mà không cởi quần sẽ tối. Này nó chuyện ngấu đá sao? Nè chú về chú chỉ đây ngon thua đó hả? À chỉ đây ngon cái chú ngấu đá quá. Nói chung là chạy xe thôi à, chứ không có bị bồ đá xong rồi tắt tình xỉn liễu mấy năm. Bị bồ đá xong rồi nó mấy năm trời đâu có quen gì đâu. Tại vì mày không thích quen. Đâu thích quen thôi. Thích gì mày sợ con gái luôn á, cho này nọ chứ mày không bảo đảm mày thích. Thích nhưng mà sợ người ta lừa mình. Dê mày sợ tao dê phải không? Dê một phần chứ sợ tao lừa mình phải không? Mày có biết gì, có chiếc xe tà bàn nó lừa mày lừa cái gì. Đúng rồi mình đâu có đâu gì về nó lừa đâu. Mày sợ nó lừa cái xe tà bàn của mày. Shipper mà nó cũng lâu mà nó cũng lâu được nhiều đâu đó không? Đúng rồi, nghe mùi shipper nó chạy 8 thước.
Đó, anh ra đây quán ẩu cà phê. Nữa mà mày đã 11 giờ mày ra quán ngồi với tao chút nữa chuyện cái đó chút. À. Mà im thôi học hỏi thôi. À. Vậy đó tao nói chuyện cho. Đúng. Mày không cần thôi. À, rồi. Anh cứ làm công chuyện của anh đi.